thì hôm nay thì chúng ta lại làm tiếp phần nó gọi là cài cắm project Node.js và liên quan tới việc là database CodeDB rồi cài cắm máy ảo qua Mongo Redis để cho nó hoàn thiện, đúng không ạ? Thì cũng như là những cái bài học này thì các bạn sẽ thấy rằng chúng tôi sẽ share cho các bạn rất nhiều những cái tài nguyên để cho các bạn tham gia cũng như là có thể là tổng hợp được là những cái gì mình cần cái gì, đúng không ạ? Đấy, thì đây là những cái link danh sách các bạn đăng ký vào lớp các bạn. Bây giờ chúng ta đang có những cái khóa từ ngày 28 tháng 4. Vâng, đấy, tôi đã thôi đăng ký cho khóa từ 14 tháng 4 rồi, tức là hôm nay. Đấy, chúng ta tiếp tục đăng ký đến ngày cho các khóa sắp tới. Vâng, tức là từ ngày 28 tháng 4 trở đi. Đấy, thì các bạn cứ không hiểu gì thì các bạn cứ alert, và liên quan đến cái việc mà cài cắm có được hay không ấy thì các bạn cứ alert thôi. Đấy, nào chúng ta đi qua đến cái bài toán liên quan đến cài cắm Node.js thì nó sẽ đơn giản thôi. Ví dụ chẳng hạn như là chúng ta xem xét lại tài nguyên chúng ta trong quá trình chúng ta cài, thì ở đây các bạn có thể thấy là máy server chúng tôi đang chạy và bây giờ chúng tôi sẽ connect vào máy đây ạ. Đấy, và máy chạy thì trước hết là bây giờ xem một cũng sau khi chúng ta gọi là đã cài Redis đấy, SH chúng tôi ở đây máy của tôi là trên local mà cho nên là IP là 153 đấy. Thế thì trên SH chúng tôi thì chúng ta sẽ xem là bên phía này là sau khi cài Presto này hai này cấu hình liên quan tới bot này phải các thứ linh tinh đấy, rồi chúng tôi đặt hai môi trường để chúng ta còn bao nhiêu ổ cứng. Chúng ta gọi lệnh df đấy, df thì sẽ ra được là khối lượng dung lượng của tôi đăng ký lúc đầu là 29 GB, tức là khoảng tầm 30 GB đấy, và bây giờ còn tức là nó ăn hết 50 GB rồi đấy. Thì như vậy các bạn có thể ước lượng được là ví dụ như là mình muốn cài thêm cái gì đó database và thực hành nữa rồi store data nữa, đúng không, hosting các thứ nữa thì ít ra cũng phải là tầm 20 GB đấy. Vâng, đấy. Của tôi đây là tôi đang là 30 GB mà bây giờ tôi đã hết 50% rồi, tôi đã hết 15 GB rồi đấy. Nào thế thì đấy, thì đối với Node.js thì các bạn sẽ thấy rằng là nếu chúng ta SH được vào máy của chúng ta ở đây thì có nghĩa là gì, mạng ngang hàng giữa máy này và máy kia là song song rồi đấy. Thì chúng ta cứ cài từng câu lệnh này thôi. Đấy, các bạn cứ vào, các bạn curve chú ý nhớ password của các bạn thì nó sẽ tùy theo các mạng nhanh của bạn, nhanh nhanh chậm nó sẽ tự download và tự cài cắm đấy. À, tổng hợp quá trình này xong ấy thì sau khi nó đăng ký cái này thì các bạn cài tới Node.js vào, chú ý nhé. Bởi vì các cái số tài nguyên của mình đưa cho bạn đó là cái bản 12x và các bạn chỉ có thể cài đây Node.js 12x lên thôi. Đấy, thì sau khi đó thì các bạn lấy gói zip Node.js project về và unzip. Đấy, thế thì bây giờ chỉ có hai việc, đó là bây giờ máy ảo của các bạn đây đấy và cái máy thật của chúng ta ở là chỗ khác, đúng không ạ? Máy máy thật của chúng ta, tôi lấy ví dụ tôi cho một terminal khác đi, màu blue đi. Đấy, thì là ở đây. Thì trước kia Windows thì các bạn dùng PuTTY đấy, còn tôi thì tôi dùng SSH bình thường thôi đấy. Thì bây giờ tôi muốn đưa đưa cái con suộc đó lên máy ảo, đúng không ạ? Đấy, bây giờ hiện tại tôi LS máy ảo tôi chưa có cái suộc mà tài nguyên các tôi được muốn đưa cho các bạn đấy, đúng không ạ? Và bây giờ làm sao ạ, tôi muốn đưa cho các bạn cái tài nguyên đó lên đấy, đúng không ạ? Thế thì cái cách đó thì cũng liên quan tới gọi là khi chúng ta đưa lên thì chúng ta dùng cái tool gì để đưa lên thôi. Đấy, ví dụ chẳng hạn như là lần trước thì tôi đưa cho các bạn đó là web client đấy, chỗ này đúng không ạ? Đấy, thì bây giờ tôi sẽ lấy property và tôi sẽ đưa nó ra ở cái trạng thái là à đây nó ở đây rồi, đúng không ạ? Tôi Ctrl C và đưa ra đây, tôi SCP đấy, tức là SCP tức là gì, lệnh như tôi đã nói ở trong cài cắm ấy, thì đó là cái lệnh mà có thể các bạn copy một cái nhóm gói file từ máy này sang máy kia ở trong hệ Linux. Bạn hoàn toàn có thể làm cái này trên PuTTY Windows hoặc trên Linux của các bạn được, từ máy PC local sang một máy khác. Thì cụ thể ở đây máy khác nó chính là cái máy ảo này. Vâng, đây đây ạ, SCP-R đấy, thì các bạn cứ vào nhìn, cứ vào xem trong document setup ấy thì nó sẽ ra hết. Vâng nha, thì bây giờ tôi sẽ là -R và tôi sẽ lấy cái gì ạ? Lấy cái gói tên là gì ạ? Bot data này, bot data 5 đây này, web này, đúng không ạ? Phần chấm 7 chấm zip, đúng không ạ? Và tôi đưa lên đâu? Tôi đưa lên bạn B này, đúng không ạ? A còng. Để tôi kéo dài ra một chút. Tôi phải đưa lên đúng cái máy của tôi ở trên này, đúng không ạ? Bạn B A còng. Đấy. Rồi IP 192.168.1.58, cái tức là cái IP mà tôi máy ảo của tôi ấy, đúng không ạ? Và để đến đâu, để đến desktop, chính hai cái này nó chính là desktop của nó. Vâng, sau đó thì chúng ta enter đấy, và chúng ta gõ password của cái máy ảo. Vâng,
đấy thì nó sẽ tự động crop lên máy ảo. Nào bây giờ tôi ở đây, ở tại đây, ở đây chính là máy ảo của tôi. Vâng đấy, bạn thấy xem, đây là máy thật này, còn đây là máy ảo này. Vâng đấy, thì tại máy ảo ở đây thì tôi sẽ list ra xem nó có cái đấy chưa. Đấy thì các bạn thấy rằng là tôi đã có cái này rồi. Đấy, bây giờ tôi ăn zip thôi, ăn zip trên máy ảo, ăn zip. Ok các bạn phải lưu ý nhé. Đấy thì đấy, NLP này, Project Node.js này. Đấy, thì khi ăn zip đấy thì các bạn cứ ăn zip thôi, ăn zip bot data đấy, nó sẽ hỏi các bạn chưa ăn zip thì các bạn sẽ setup cái ăn zip đấy các bạn. Đây này, đây nó hỏi luôn này, sudo apt này, ăn zip thì các bạn đấy, ăn zip cho tôi đấy. Các bạn lại chạy lại câu lệnh trên đấy, sudo apt ăn zip, ăn zip bookmark đấy, rồi enter đấy. Thì nó sẽ ăn zip ra trên cái gói đó. Nào chúng ta xem là khi chúng ta mở gói chúng ta còn bao nhiêu nhé. DF này, chúng ta đã hết được 52% lộ nhớ rồi. Rồi ok, đấy thì như theo hướng dẫn chúng tôi ấy, thì là lấy gói zip về để ăn zip và nó mới install đấy, cd bot data đấy, vào folder đó nhá, đúng không ạ? Đấy nó về để ăn zip này và cd project đấy, cd vào cái project đó, tức là cd vào cái project mà chúng ta vừa lấy về này, npm install đấy. Đây là câu lệnh khi bạn đánh gõ này thì nó sẽ lấy sửa update và toàn bộ các gói package mà trong cấu hình Node.js server chúng ta đang có. Vậy khi làm rồi thì các bạn chạy đây ạ. Vâng đấy thì sẽ bạn thì nếu mà bạn thấy có lỗi như này, nếu bạn không thấy có lỗi thôi thì bạn chạy Node server đấy. Thì nếu mà báo hiệu như này thì có nghĩa chúng ta đã chạy xong. Nếu vừa thì điển hình chúng ta sẽ vào là cái IP của máy ảo đó. Đấy ví dụ chẳng hạn như là 192.168 đấy, chấm chấm 1.158 806 ok đấy. Thì bạn thấy rằng là đây là những cái trang web default mà chúng tôi bắn ở trên cái máy đó. Vâng đấy, thì bây giờ chúng ta muốn xem chat và xem bot thì cái ứng dụng đó thì chúng ta vào chat và đấy thì chúng ta sẽ nói đưa ra cái chat và cái get đó. Bây giờ chúng ta chưa enable lên đấy thì không sao. Đấy hiện tại bây giờ cái gói mà chúng tôi gửi đến cho các bạn ấy, thì bây giờ mới đang chỉ là gì ạ, web client này, chat này, web này, chat này đấy, và chat HTML đấy đúng không ạ, chat.html đấy thì nó sẽ ra rồi đấy. Thì ý nghĩa của cái việc mà cài xong Node.js là như thế đấy. Nào bây giờ chúng ta dừng lại Ctrl C đấy, thì chúng ta sẽ lại không thấy được cái host này nữa đấy, nó sẽ báo lỗi đấy. Và ok thì đây là đặc biệt của client server, cấu trúc là như thế rồi đấy. Nào chúng ta lại quay trở lại. Nào bây giờ chúng ta lại setup code DB. Đấy thì các bạn cứ lần là setup thôi. Bây giờ đã có Node.js rồi thì các bạn sẽ curve cái này cho tôi này. Các bạn có thể dùng một lệnh hoặc là các bạn có thể copy hai lệnh được. Ok, nó ship về. Đấy. Thì nó sẽ tự động cài cái con code DB của bạn lên. Đấy, vâng đấy, thì là quá trình download của code DB cũng diễn ra cũng khá là lâu. Và nếu mà các bạn echo này và sudo st này thì các bạn sẽ update cái bản code DB mới nhất. Còn nếu bạn không gõ có lệnh này thì bạn sẽ chỉ gõ được là costdb 1.6 thôi. Đấy. Thì chúng ta sau khi chúng ta curve, chúng ta echo này, chúng ta thì costdb sẽ download về và tự động update lên. Và cái dấu hiệu đầu tiên của costdb cài bạn sẽ báo là bạn muốn ok thì prefer tiếp. Đấy. Thì bạn nên dùng bản standalone của chúng tôi thôi. Đấy. Ví dụ chẳng hạn như là buy address nó sẽ quy định các bạn là như này chỉ có local, nhưng mà chúng ta muốn call out ra ngoài chúng ta phải sửa nó như là 0.0.0.0 đấy đấy. Còn nếu mà bạn chỉ muốn là local thôi thì bạn ấn địa chỉ này vào và đấy chúng ta ok đấy. Và tất nhiên password for admin rồi, bởi vì đây là bản rủi ro ở đây thì tôi để password dễ nhớ thôi, một đấy. Password một đấy, ok đấy. Thì sau khi cài xong ấy, thì các bạn sẽ mở vào bên phía 1.8.7 phía 5984 thì nó sẽ có một cái host đấy như này, có nghĩa là như này đã gần xong này thì nó chưa để GUI lên này. Thì các bạn đấm chủ để nó để GUI lên đấy. Đấy, thì các bạn gõ cho tôi là gạch chéo util.f nhé. Đấy, nó sẽ ra cái giao diện quản trị của DB và bạn nhớ lưu ý bằng username password admin và password của bạn là một của bạn người bạn vừa đặt đấy. Ok đấy, thì chúng ta đã có hai cái database đầu tiên rồi đấy. Còn đổi lại nếu mà trong cái gói cái nhóm mà gọi là cài cắm xong ấy thì các bạn sẽ muốn check làm check localhost này, hoặc là đấy, check localhost tức là check cái IP của máy ảo đúng không ạ? Đấy, IP máy ảo. Đấy, vâng. Đấy thì hoặc là các bạn dùng câu ghép mà không phải vào lỗi hoặc check đấy, check in code gọi status đấy.
ví dụ chúng ta check cái này nhá, nó sẽ tốt là con DB. Đấy, con DB đang chạy đấy đúng không ạ? Nếu chúng ta muốn tìm version của con DB thì chúng ta tìm cái này đấy, curve guess này thì sẽ phải đưa ra là version, version này. Đấy. Thì hiện tại cái việc cài cắm CrossDB này thế là xong. Đấy. Chúng ta chuyển sang phần nó gọi là cái cắm máy ảo Ubuntu. Đấy. Đối với CrossDB bạn có thể tạo vào đây, bạn tạo DTP, đặt các thứ ABC, bạn connect con các thứ nhé, sao diễn rất là dễ. Đấy. Nào, bây giờ cài cắm Mongo. Mongo thì đối với Ubuntu 18 thì bạn làm như này, Ubuntu 16 thì bạn sẽ làm như thế này. Vâng đấy. Thì bạn chú ý rằng là cứ lần lượt đi thôi, hoặc là các bạn có thể là copy tất cả của các bạn cài lên. Đấy. Thì đầu tiên thì nó sẽ xem update này và nó sẽ lấy cái version Mongo mới nhất về cho các bạn đúng với Ubuntu đấy, sau đó thì họ sẽ cài cắm với MongoDB của các bạn đấy. Bởi vì chúng ta đã SH từ máy ảo nên cài rất là nhanh đấy. Thì quá trình này tùy thuộc vào mạng của bạn, nhanh hay chậm thì là do cái này đấy, và lại sau đây nó cài Mongo lên đấy. Thì quan trọng là khi cài Mongo lên xong ok các thứ thì các bạn phải system state test MongoDB, nó phải ra một cái gì đó đúng không ạ? Đấy, ví dụ chẳng hạn bạn phải làm sudo này system đúng không ạ, đấy ctl rồi status mongo đi, sorry các bạn mongo đi đấy, thì các bạn thấy rằng là nó là inactive đúng không ạ, thế thì nó vẫn chưa có ship thì các bạn sẽ phải làm sao ạ, enable mongo đi này và start Mongo đi, đấy, các bạn quay trở lại status Mongo, đấy, các bạn thấy nó đang run được rồi, đấy, nhé, đấy, các bạn phải status Mongo đi, đấy, và sau khi bạn start Mongo xong rồi, thì bạn check version Mongo thì các bạn sẽ thấy rằng là Mongo về, Mongo trừ trừ về, trừ version, đấy. Thì nó sẽ ra được liên quan tới algo server này rồi đấy, 1.2.5 đấy. Thì bây giờ bạn sẽ vào Mongo để bạn đấy, để bạn làm những câu lệnh của tôi, ví dụ chẳng hạn như là usermin để bạn làm authent nó đấy. Các bạn chú ý nhé là với cái password mà usermin này để các bạn có thể là cấu hình nó từ đầu đến cuối chương trình đấy, thì các bạn để Powell dạy nhớ thôi, ví dụ admin password là 1 đấy, cho các bạn copy khi các bạn use này switch to DB admin này đấy, thì các bạn sẽ tạo user đấy. Chú ý copy cẩn thận đấy, sẽ ship về đấy, sau khi control ship về xong ấy các bạn sẽ báo, nó sẽ báo cho bạn là successfully add user đấy, thế là ok được rồi đấy. Xong tiếp tục tạo thêm tạo một cái database mà mình sắp sàng sẽ tới sử dụng rất là nhiều, đó là database GL. Khi các bạn sử dụng GL này tự động sẽ tạo nếu mà không có đấy, chẳng hạn bây giờ các bạn admin là một, vẫn là một thì bạn vẫn muốn dùng cái này thì các bạn nên có cho quyền là read write đối với cái admin đó, GL đó, thì các bạn use GL hoặc bạn lại tạo db admin thôi, control save và ship đây đấy. Khi bạn thấy nó đã là successful write rồi, admin vẫn là một đấy, ok rồi thì tốt đấy. Nào thì bây giờ đến cái chuyện nó gọi là trở lại authent cái db kia đấy, thì bây giờ các bạn sẽ vào admin DB Authent đấy, bây giờ các bạn use nhé, GL use admin đúng không ạ, đấy chữ admin show collection đúng không ạ, đấy ok đấy, show collection đấy. Bây giờ tiếp tục các bạn sử dụng là GL đấy, và các bạn show collection đấy, thì nó sẽ chưa có gì cả đúng không ạ, đấy. Thì các bạn sau đó thì các bạn sẽ sử dụng là DB Authent với cái admin mà mình vừa rồi mình đang dùng, tức là mình sử dụng database GL của chúng ta thử đấy, nó sẽ lỗi bởi vì là đây không phải con kia đúng không ạ, đấy các bạn này control C và shift V các bạn sửa này là như là một đấy. Thì có nghĩa là khi mà nó báo là một có nghĩa là chúng ta đã authorize xong rồi đấy, để thoát các bạn gọi exit tiếp mà đấy.